Thưa quý vị, cũng như con trâu và chiếc xuồng đối với người đồng bằng sông nước, từ xa xưa thì bà con người dân tộc ở vùng bảy núi An Giang đã gắn bó với con bò, con ngựa. Và không biết từ bao giờ, những chiếc xe ngựa đã trở thành hồn và sức sống của vùng đất này. Xe ngựa từng là phương tiện được đồng bào Khmer ở vùng bảy núi tỉnh An Giang sử dụng phổ biến vào thế kỷ trước. Hiện nay nơi đây chỉ còn sót lại mấy cỗ xe ngựa với kiểu dáng thô sơ, không tay vịn, chủ yếu dùng để chuyên chở hàng hóa trong vùng. Chuyên mục miền Tây kỳ thú hôm nay, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng xe ngựa mua trần độc đáo này nhé. Theo người dân địa phương, nghề đánh xe ngựa xuất phát từ người Khmer vào thế kỷ thứ 19 tại hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Khi ấy, vùng đất này còn hoang trơ, ít phương tiện đi lại. Do thiếu xe cộ, người dân dùng gia súc như là trâu, bò và ngựa để chở người và hàng hóa. Dần dà thói quen ấy đã hình thành nên nghề đánh xe ngựa hay còn được gọi là nài ngựa cho tới tận ngày hôm nay. Từ trước mình làm ruộng thì làm rẫy ở nhà, làm hố. Thì thấy mày ông thì cứ ông kéo xe ngựa đứt thì mày tưới xăm xe ngựa kéo một ngày ít cũng chút sức là chút chiếc. Thì được từng 6-700 lắm. Được biết cánh phu xe ngựa hầu hết là nam giới, không phân biệt độ tuổi, miễn là có đủ bản lĩnh cầm cương đều có thể theo nghề. Để ngựa có thể thô hàng, người chủ phải cho ngựa tập đeo gông, huấn luyện kéo xe, chở đồ, sau đó chỉ cần gắn dây cương vào là lên xe ngồi. Hơn 200 cỗ xe ngựa tung hoành ngang dọc xứ Thất Sơn, giờ chỉ còn chừng 10 chiếc tập trung nhiều nhất ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên. Cứ một chuyến như vậy, cánh phu xe kiếm được tầm từ 100 đến 150.000 đồng. Tùy vào ngày chở ít hay nhiều, họ có thể bỏ túi từ 300 đến 500.000 đồng một ngày, nhưng cũng có ngày thất thu. Thì mình nuôi lâu quá thì mình được 10 năm thì mình bán, tại nó sống được lâu lắm. Nó ăn đầy đủ sống được 100 năm lắm á. Bây giờ tôi cũng tiếp tục cái nghề này, cũng mang ăn được hàng ngày, chở cái tiền chế hay là củi này, cây này kia đó. Rồi dán giáo gì người ta làm nhà đó, mấy đồ người ta làm xây dựng đó, cũng được sống hàng ngày. Ngày nay chỉ còn vài người cố gắng bám trụ vì hai chữ nặng nợ, thỉnh thoảng vào dịp lễ hội hay là Tết, có du khách thuê xe chở đi tham quan, thậm chí là nhiều khách chịu chơi còn thuê hẳn xe ngựa để rước dâu đám cưới. Còn quay về ngày bình thường, xe ngựa lại trở về đúng với bổn phận thô hàng, và những người như là anh Sóc Tha lại tiếp tục lo âu, sợ nghề mai một dần theo thời gian, để hình ảnh những chiếc xe ngựa lọc cọc trên đường chỉ còn trong hoài niệm.